chi tiết chân trèo cây 4 đinh này các bác nhé. Đấy, chân trèo cây 4 đinh hàng mẫu mới này. Cái cao su này là cao su để nó chống cái cạnh này đâm vào tay các bác nhé. Đấy, khi nào mình dùng ấy thì mình sẽ mở nó ra. Đấy, khi nào dùng thì mình mở ra nhé. Đây nữa này. Đó. Hàng này là hàng bằng sắt các bác nhé, bằng sắt, bằng thép, hàng của nhà máy. Nước sơn này là nước sơn tĩnh điện này. Hàn này hàn dê này. Đấy, không phải là hàng thủ công của xưởng thủ công đâu nhá. Hàng này hàng nhà máy dập. Thì những cái đường dập này nó rất là tinh tế này. Nó cong gập. Đấy, cong gập góc chéo quắp luôn. Thì đối với chân trèo cây bốn đinh này là hai chân trên là hai chân quặp, hai chân dưới là hai chân trống các bác nhá. Đấy. Rồi, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại số bán hàng online chuyên nghiệp nhá. Đây là cái lô hàng chân trèo cây bốn đinh của em. Lô hàng mới này, cũng khá là nhiều, có mấy trăm bộ đấy. Thì vừa rồi các bác đã xem được chi tiết cái bộ đó rồi. Thì đối với chân trèo cây bốn đinh này thì bên shop em đang bán nó là 300.000 một đôi. Một đôi mà khi em chưa bỏ ra ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái gói bóng xốp như này này. Đấy, bóng xốp như này các bác nhé. Đấy. Thế còn đây là em đã bỏ ra thực tế rồi. Và một đôi này thì sẽ có cho các bác là hai cái dây cao su để các bác đi theo các bác thắt, các bác buộc nhé. Hai dây cao su này thì các bác là thường là luồn vào đây, luồn qua bên này. Đấy. Rồi cái này nhá, sau đó các bác buộc vào cái khay này, buộc vào khay này. Thì cái này là khi đeo cái chân trèo cây bốn đinh này ấy, là nó sẽ nằm ở dưới bàn chân của mình. Nằm ở dưới bàn chân của mình. Và cái phần mà phần quặp ấy, đây này. Các bác xem nhá, cái phần đinh quặp này là sẽ nằm ở phía trong. Còn phần đinh trống là sẽ nằm ở phía ngoài. Đấy. Sau đó lấy cái dây chun này các bác thắt vào đây. Bình thường thì thắt luôn vào cái lông đen này này. Đấy, nó sẽ tạo thành ở dưới bạn lòng bàn chân như này nhá. Lòng bàn chân như này. Thì hai chân này là hai chân quặp này, hai chân này là hai chân trống này. Đó. Thì khi các bác dùng thực tế thì em mà tư vấn cho các bác là các bác sẽ nên dùng thêm cả cái dây dù nữa, dây dù hoặc dây vải để các bác buộc vào để cho nó có độ vững hơn. Và dây chun này là có độ siết, nó không bị nhả ra. Nó không bị nhả ra. Rồi nó có độ siết vào ấy. Nhưng mà nó lại khi mà các bác phập vào cây, các bác rút ra ấy thì là nó sẽ hơi giãn ra một chút, thì lúc đấy là các bác sẽ phải lấy cái dây dù hoặc dây vải các bác siết lại để khi mình nhổ nó ra ấy là nó không, cái chân mình không bị ra khỏi cái bàn này nhá. Đấy. Thế còn cái này thì lúc nào nó cũng kéo, nó có tác dụng là kéo vào để cho cái bàn chân của mình nó sát với cái bộ trèo cây này. Lúc nào cũng lôi vào. Thế còn nó sẽ không chống ra được, chống ra thì mình phải lấy dây dù hoặc là dây vải, nó không có độ co giãn thì nó sẽ giữ tốt được các bác nhé. Giữ tốt được khi mà các bác nhấc ra khỏi cây ấy, là sẽ nhấc luôn được cái chân này ra. Chứ nếu không là nó sẽ giãn ra, là nó sẽ khó bám. Đó, nó sẽ khó bám nhé. Đó. Đây là hàng bằng sắt của nhà máy. Rất là đẹp nhé. Sơn tĩnh điện. Các bác thấy những cái mối dập này. Mối dập này là cực kỳ luôn đấy. Đó, mối dập cực kỳ luôn. 300 một đôi các bác nhé, 300 một đôi bao ship đi toàn quốc. Cái này mà các bác nào mà trèo quen thì cực kỳ nhanh, hiệu quả và độ an toàn lại cao nhé. Một chân móc, một chân trống, độ an toàn cực kỳ là cao. Nhưng với điều kiện là các bác phải dùng quen. Thế còn các bác nào mà chưa dùng quen mà chân trèo cây thì các bác nên chọn chân trèo cây 2 đinh, nó sẽ dễ trèo hơn chân trèo cây 4 đinh này nhé. Rồi em xin chào các bác, 300 một đôi nhé, bao ship đi toàn quốc các bác nhé. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ với này số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Các bác cho em xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh YouTube nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video sau.